Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Hải để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai đế đẹp quá xá luôn nè quý vị ơi. Đế đặt kẹo ha, củ đế nở bự luôn, tay cành đều nè quý vị ơi. À, quá đẹp ha. À, chào anh. Rồi, chào anh Tấn. À, chào cô chú trên ba miền tổ quốc nha. Hôm nay em lại về được lô mai dán cũng lắc có, dán trực có nha cô chú anh chị. Hình thức em giao lưu bao sóng bao xuyến tổ quốc nha cô chú anh chị. Rồi em vô mã đầu tiên là mã số 31 tiếp theo nha cô chú anh chị. Rồi mã số 31 rồi. Đầu clip hôm nay. Đó, cây này nó hơi lắc lượng. Chiều cao là 70. Hoành thân 21, hoành tính 20 hoành. Đó. Rồi cây mã số 31 là cây đầu lai. Đế nôm. Rồi em giao lưu 450. Rồi, 450.000 quý vị. 450.000, bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi. Tiếp theo là mã số 32. 32 ơi quý vị. 32 chiều cao 80. Chiều cao 80, hoành 23 hoành. Rồi, cụ đế đây. 23. Đó. Để luôn, cụ đế nôm. Đây cũng cống rồi quý vị. Đó. Rồi, mã số 32 em giao lưu 500. Rồi, 500. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo là một cặp nè, hai cái bộ đế nó giống giống nhau quá trời nè. Này nó đều giống như sắt. Quá trời nó kính bầu luôn. Cống luôn. Kính bầu hết luôn á. Đẹp nha. Chiều cao 60. Cái này là chiều cao 50. Cây cao 50, cây 60. Cây cao là hoành 17 hoành. Cây thấp là hoành 16 hoành. Đế đặc biệt bộ đế nha quý vị. Bộ đế nè, lấy bộ đế mấy anh em mà cắt lấy cái đầu đinh xài cũng ngon nữa nè. Ghép bắt nó ống máy bo vô ha, để về chơi luôn. Quá xa đế quý vị. Quá xa. Đầy bê, đầy đế luôn. Khỏi cống, cặp này giao lưu sao đây anh? Dạ cặp này em giao lưu 7 sĩ. 700 quý vị để whip whip nha. Một cặp này nha. Không thể chê được cái bộ đế này ha. Quấn lại vậy luôn nè. Là cặp bao nhiêu cặp máy qua này, nãy có nói cặp máy không? Cặp 33 nha cô chú anh chị. 33 để whip. Rồi tiếp theo là cây lẻ 34. Chiều cao 70. Hoành thân 18 hoành. Rồi 18 hoành. Tay cành đặt kẹo luôn. Đó. Búp măng luôn. Búp măng luôn. Để đây. Nguyên tối luôn cái gì. Thôi kính đế luôn ha. Mình nó không sao hết. Rồi cái này em giao lưu 3 xì rưỡi. Rồi 350. Mã số 34. Rồi. Tiếp theo là mã số 35. Chiều cao 80. Hoành thân 23 hoành. Rồi, 23 hoành. 23 hoành, củ đế đặt luôn. Tay cành ok. Đó, vót ngọn lên có chiếc à. Để ha. À. Cho cái vót ngọn nè, vót ngọn có 8 à. Tay cành cũng ok. Đó, tay cành quá ok. Mã số 35. Em giao lưu 6 xì rưỡi. Rồi, 600 rưỡi. Rồi, qua cây mới. Tiếp theo là mã số 36. Trong tàn dù luôn. 36 tàn dù, chiều cao là 70. Hoành thân 21, hoành tính 20 hoành. Rồi, tay cành đẹp luôn rồi quý vị. Đó, củ đế nó lật 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 không à. Đó. Lật gồm ha. Cái này tông tàn dù nha cô chú anh chị. Mã 36 em giao lưu 400. Rồi, 400. Rồi, tiếp theo là mã số 37. 37 chiều cao 70. Phải không? Đó, đó, đó. Chiều cao 70. Hoành thân 17 hoành. Đó, 17 hoành. Thế này. Nguyên khối luôn ha. Nguyên khối luôn. Này giờ về bộ đế lật 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 không à. Cộng đế. Mã 37. Giá sao? Rồi em giao lưu 300. 300. Rồi, qua cây mới luôn. Tiếp theo là mã số 38. Một em này mập lùng lật nè. Xịt được hết rồi. Chiều cao 55. Chiều cao 55. Hoành thân 27 hoành tính. Rồi. 26 hoành. 26 hoành cô chú anh chị ơi. Cụ đế luôn à quý vị. Đó. Rồi, giá sao anh? Rồi cái này em giao lưu 500. Rồi, 500.
Có cái gì mà anh sụp sịt vậy ta? Rồi em giao luôn 500. Tiếp theo là mã số 39. Chiều cao 80. Chiều cao 80. Hoàn thân 25, hoàn tính 24 hoàn. Rồi, tay cành quá lực luôn rồi. Đó, bóp mang nè. Đó, tay cành ok ha. Đế thì một củ đế luôn. Đây, củ đế đây. Đó, mã 39. Rồi, giá sao anh? À, em giao lưu cây này 7 xị. Rồi, 700. 700. Qua cây mới luôn. Đó, tiếp theo là mã số 40. Mã số 40, chiều cao 90. Rồi, múc trên này đi. 25 hoành. Rồi, hoành 25. Rồi, dưới đây chắc 27, mà nó nên 25 thôi. Ngay đây nó có cái lỗ mà nó liền ra rồi nha, cô chú anh chị. Bị nè. Kéo đó. Khép qua ha. Đó. Giờ nó kéo nhựa, nó hành trình, nó muốn khép lại nè. Kéo mép rất là dày. Ừ. Khép tính kính này là ok. Tay cành lắc lưỡng ha. Khổ đế ha. Rồi, tay cành thân thì hơi lắc nhẹ ha. Tay cành lực lực không lực lực không à. Rồi, mã số 40 em giao lưu 900. Rồi, 900. 900. Rồi, qua cây mới luôn. Mã số 41. Chiều cao 100, 1 mét. Hoành thân 19 hoành. Đó, tay cành đây, một em này tông cao nè. Thân cao một xíu, thân lắc. Dốc ngọn 8 à. Rồi, để luôn rồi. Đó, để kính bầu luôn ha. Đợt này dữ luôn, này đế đẹp. Đế đẹp không, đế nó đều bằng, nó không có đế bò, nó chạy ngổn ngang. Đế như đế sắp vậy. Rồi, cái này em giao lưu 350. Rồi. Mã số 41, tiếp theo là mã số 42. 42. Đây. 42, chiều cao 80. Hoành thân 21 hoành. Em này đế nôm nè. Tàn tông tàn dù nè. Rồi, mình vô bộ đế đây quý vị. Đó. Nằm cứng đế luôn ha. Cứng đế luôn, nè, thấy không? Cổng đế luôn. Rồi, mã 42 này em giao lô 4 xị. Rồi, 400. Rồi, mình qua cây tiếp theo luôn. Tiếp theo là mã số 43. 43. 43 chiều cao 90. Rồi. 25 hoành. Rồi, hoành 25. Đây, tay cành này ok ha. Nó sạch ngồi giết hết rồi. Này về cô chú anh chị là tháo bầu ra là trồng ok liền. Trồng liền như quý vị. Rồi. Khỏi đợi chờ nữa ha. Đó, mã số 43. Đây kính cộng lực không đây? Để cộng lực lực không à. Giá sao anh? Rồi em giao lưu 650. Rồi 650. Rồi qua cây mới luôn. Rồi cây mới, cây này cao nè, tông cao. Hơn mét quá. 1m1, gần 1m2 tính 1m1 thôi. Này cái cho mình nó sần sù dữ ha. Sần sù ráo không biết nó bị gì, ghẻ hay sao. Qua 30 hoành. Rồi hoành 30, quay đế trước đi, quay lát nữa nó quay cái phần sần sùi cái mình đó ha. Để nè. 30 hoành. Kính hết trơn ha. Đó, đây là một khối dưới luôn nè. Đó, còn cái mình đó nè, sần vậy đó. Sần từ dưới lên trên ha. Anh em không thích thì tán ngang cho chỗ này nha mấy ruột. Đây tại đây nó hơi bị phù phù. Ngay đây bị phù nè. Tán ngay đây cho lấy lại nó cân bằng. Thúc cành vô cũng được. Rồi, mã số 44 này em vô luôn 600. Rồi, 600 ngàn. Rồi, qua 45 luôn rồi. Tiếp theo là mã số 45. Quá các bạn mấy cái này nó sạch tượng. Nó mạnh quá, nó sạch với rễ hết trơn. Đó. Trên đây cũng sạch mạnh, mấy cây này mạnh. Đế này đế bàn. Mã số 45. Chiều cao 70. 19 hoành mấy rồi coi. 19 hoành, nó đế sổ nè ha. Đó. Tay cành thì cũng ok ha, tay cành này cũng vừa đủ chơi rồi. Rồi, mã số 45 này em giao lô 400. Rồi, 400. Đó, đế đẹp. Đẹp. Ok. Đó. Tiếp theo là mã số 46. 46 đây có gì? Chiều cao 80. Chiều cao 80, hoành 24 hoành. Đó, này em đế nôm nè, nôm nôm nè. 24 hoành luôn. 24 hoành. Nguyên cái củ đế đẹp luôn. Đó, củ đế đẹp. Mã 46. Cứng đế luôn ha. Rồi cái này em giao luôn 550. Rồi,
550. Rồi, số cây luôn. Tiếp theo là mã số 47. 47 em này đế gọn nôm nôm gọn nè, chiều cao 70. Cho múc trên đây luôn đi. Ở dưới đây thì cấn nè, đó trên đây. 19 của anh. Đó, màu em đế nôm gọn nè. Rồi để đây. 19 của anh. Kính qua đây. Cộng bự không quý vị. Đó. Rồi cái này em giao lưu 250. 250. Bao ship toàn quốc. Rồi, mình qua cây mới luôn. Tiếp theo là mã số 48. Chiều cao 90. Hoành thân 24 hoành, tính 23 hoành thôi, 23 hoành cũng được. Tay cành đây quý vị. Đó, tay cành nè. Mấy này là chơi nó tông cao chút. Đế thì đều bốn mặt luôn. Đây, để đây. Đó. Kính luôn. Rồi mã 48 này em giao lưu 450. Rồi 450. Rồi, số cây luôn. Rồi tiếp theo là mã số 49 em lùng lực. Đó, đế cũng đều kính bầu luôn nha mấy cô chú. Chiều cao 40. Hoành thân 24 hoành nè. Rồi, 24. Đó. Để đây. Để đây quý vị ơi. Để cộng bự nè. Đó, cộng bự không à. Kính luôn ha. Giá sao anh? Rồi cái này em giao lưu 350 luôn. Giá quá mềm rồi mấy anh em ơi. Anh em so sánh cái mua cây với lại làm cây làm bầu vận chuyển các kiểu hết, mấy cái cây này em xả là giá lỗ rồi đó. Tiếp theo là mã số 50. Cái cây trồng này cũng mấy năm trời, 3-4 năm mà. Chiều cao 90. 23 hoành. Rồi, hoành 23. 23 hoành. Đây, tay cành đều đây. Xịt tược hết rồi. Về là cô chú anh chị là trồng liền ok. Trồng liền. Đó, để đó. Rồi mã số 50 em giao lưu 450 luôn. 450. 450. Rồi qua cây mới luôn. Rồi một em mắc tre mắc trúc gì nè. Mớp mó bút túi bụi hết. Rồi chiều cao 80. Rồi vị trí múc trên đây luôn. 21 của anh. Rồi, để đây. Tay cành thì ok nha. Cái mình á đây quý vị mình. Đó. Đó đây. Phù dặn dẹo. Phù dặn tùm lum hết. Rồi mã số 51 em vô lô 500. Quý vị thích cái cây mà mắt trúc mà mình đó. phù mình chốt. Mấy cây này sạch tược hết rồi, mạnh quá mạnh. Rồi, 500 ha. 500. Tiếp theo là mã số 52. Rồi. Qua wow, một em này một nồi đế luôn nè. Thấy không, đế nó xuông xuống thôi chứ nó không có đế tầm bậy nha cô chú anh chị. Giống sắp đế luôn ha. Nó không có lòn đế chèo này, trận này trận kia không có. Chiều cao 80, gần 90, tính 80 à. 24 của anh. Rồi, tay cành đây. Tay cành đây. Chốt ngọn luôn nè. Đầu vô đưa chuột luôn. Rồi, mình xuống đế nha. Đó. Mã số 52. Có gì, để đặt đế luôn ha. Này lô hôm nay về quý vị thấy đế là quá đó, đẹp ha. Đế đẹp, đế không có chạy chạy đế. Này mà trồng lên nữa thì hoành có 50 hay nhìn cái củ đế này nghiền hơn nữa quý vị. Rồi, giá sao đây anh? Rồi mã 52 này em vô lô 650 luôn. Rồi, quá mềm luôn. 650. Đó. Củ đế quá đẹp. Củ đế đẹp. 650 ha. Đế sạch sẽ đàng hoàng thấy chưa? Con ông nó chích giờ nó ngứa quá trời quá đất à. Tiếp theo là mã số 53. Chiều cao 60. Xịt tược đế luôn. Cộng lực không? Cộng đế lực không à. 21 hoành. Rồi, hoành 21. Đó, đây. 21 hoành. Rồi mã số 53. Rồi cái này em vô lô 450 luôn. Rồi, 450. Giá mềm dễ chơi, kéo nhựa, mặt nhựa hết rồi, mà cắt kéo hết ráo rồi, về trồng là ghép cũng ok nha cô chú anh chị. Rồi, qua cây mới luôn. Tiếp theo là mã số 54. Chiều cao 70. Hoành thân 24 hoành. Rồi, 24 hoành. Đó, tay cành nè. 2, 4, 6, 7, 7, 8 chi là chơi được rồi ha. Đây là cái đỉnh ha. Đây là cái đỉnh lên nữa. Ok. Rồi mã số 54. Để
Để đây quý vị, để kính quá đây quý vị ơi. Rồi em giao lô 400 luôn. Rồi 400. Quá sức rồi. Rồi. Đây. Một em mắc re mắc trúng nữa nè. Số 55 ha. Số 55. Mạnh quá, cây này về mạnh. Mạnh. Tưới nước mưa vô mạnh thiệt. Chiều cao 80. 22 hoành, tính 21 hoành thôi. Rồi. Từ kênh tấn cái mớp qua mớp lại tính 21 hoành thôi. Đây mắc trúng nè, nó có những cái ngẩn ở trong mình không quý vị nè. Nó đo trúng cái ngẩn thì bự đo trạch cái ngẩn nhỏ xíu ha. Rồi. Mấy ngẩn nè. Rồi, mã 55 này em giao lô 450. Rồi, 450. Rồi, qua cây mới luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 56, cái này hơi to nè, dáng lắc nè. Đó, thấy chưa? Gót ngọn có 1 chiếc thôi. Cái này đế đẹp luôn nè. Chiều cao 1m2. Hoành thân 26 hoành, gần 27 hoành cô chú ơi. Đó củ nạc ấy, nãy giờ quên đó củ nạc. Là cành nạc kẹo ha. Đây. Cái củ nạc nó dày sát khít rịch vậy là 51 nè. Đó thấy không? 51. Đó cái củ của nó đó. Đó, xe củ đế luôn. Để đặt hết trơn rồi quý vị. Củ bự ha, để đặt luôn ha. Để đặt rạc luôn. Để này cũng quét quẹp luôn. Mã số 56. Tay cành nạc kẹo nữa nè. Giá sao ra anh? Rồi cái này em vô luôn 1,1 triệu. Rồi 1,1 triệu quý vị. Ta cành đẹp, đế đẹp. Đó, cây này đẹp quá đẹp. Dán lắc lên liền ha. Rồi, qua cây mới luôn. Tiếp theo là mã số 57. Đó, em này cũng quá tay cành nhạo lực không nè. Chiều cao là 90. Chiều cao 90, hoành thân là 27 tính 26 hoành. Rồi, 26 hoành. 26 hoành. Tay cành lực luôn. Phân bố đẹp luôn. Đó. Bố tứ diện ha, tay cành lực không ha. Quá rồi cái củ đế nó nhiều bự quá. Đế coi. Đó. Đó cái củ sát vậy đi. Ở trên đó. Nhiều. 50. Rồi đây quý vị. 50. 50 ha. Đó, cái cục đó không 50. Rồi mã số 57. Rồi, giá sao đây anh? Rồi em giao luôn 800. Rồi, 800. Rồi, qua 58 luôn. 58, đây một em giót ngọn nè. Đó, tay cành đều quá đều luôn nha cô chú anh chị. Bộ đế thì vàng ươm luôn. Chiều cao 1m3. Rồi, tay cành đều rang. 26 hoành, gần 27 hoành. Tay cành vậy là ok lắm rồi. Đó, có gì? Giót ngọn có 1 chiếc à. Nó như xịt được, nó giót ngọn hết ráo rồi. Nói gì, cái gì lấy cái đỉnh. Giót ngọn có 7 à. Trên đỉnh đây, giót ngọn đây có 7 à, 7 phân à. Rồi, xuống đế luôn. Đó. Cũng khá đế quá đây, kính đế đây ha. Kính đế luôn. Rồi, cái này em giao luôn 700. Rồi, 700. Mã số 58. Rồi, bên cây mới luôn. Tiếp theo là mã số 59, một em hơi dáng nghiêng. Đồng đứng lên không được, dáng nó về là vậy, chiều vậy rồi. Đứng lên nó không đồng cộng. Ừ, đứng hơi nó không là đồng thanh đồng thủ bồ đế, chiều cao 70. Chiều cao 70. Hoành 26 hoành. Rồi, 26 hoành. 26 hoành. Để đây. Đó. Rồi, giá sao? Rồi cái này em giao lô 450 luôn. Rồi, 450. Đó, giá quá mềm, giá dễ chơi luôn. Rồi, qua cây mới luôn, tại cành đặt kẹo nè. Đế xè đẹp dữ luôn. Hồi 60 được rồi. Rồi cây 60 là cây cuối clip em. Đây. Chiều cao là 1m2. Đây tay cành quá sức nè. Bộ đế đẹp lắm á. Cành đặt kẹo. Bộ đế mà cái củ nó nở. 24 gần 25 hoành, tính 24 hoành. Ừ. Đó, bên này nó cắt luôn cũng được nè. Cắt hai công này xuống đó, đi xuống đây cũng có đế nè, như đế sắp luôn ha. Đó nó đều ra rắc ra à. Khối đế đẹp quá ha. Còn tay cành nè quý vị. Tay cành nè. Đặt kẹo luôn nè. Rồi mã số 60 là cuối clip của em giao lô 900k, 900 ngàn. Đó, đế đẹp luôn. Dạ lời gì không anh? Rồi cuối clip em cũng chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe ha. Rồi coi hết clip rồi ủng hộ em nha cô chú anh chị. Cái nào á hợp nhãn. Rồi. Rồi chào cô chú anh chị ha.
Rồi quý vị có chốt số lượng nhiều thì cái lô sớm sớm, nhưng quý vị có giá trị cực kỳ yêu thương luôn. Rồi, xin chào gặp lại quý vị, mình tiếp xem.